Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mình. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Em à, em xin trân trọng kính chào quý vị thính giả, các cô chú bác thân mến và cũng như các bạn thân mến. À, hôm nay là chính thức cái trò cốt của anh Vân Quang Long đã ở Việt Nam rồi nha các bạn. Cái đó là một cái tin mừng cho anh Long đã được về tới quê nhà. Cái gì cũng vậy, khi mà mình về được tới quê hương của mình thì điều nồng ấm hơn là ở nơi xứ người. Thực sự ra em rất cảm kích cái tình nghĩa, cái tình bạn của anh Hàng Thái Tú, anh ca sĩ Hàng Thái Tú đã dành cho anh Vân Quang Long trong suốt thời gian qua. Khi mà nghĩ tới những cái tình bạn của anh đó thì thấy anh Long rất là hạnh phúc. Mà cái tình nghĩa đó không phải ai cũng có được đâu. Cái đặc biệt như thế này, anh Vương Quang Long và anh Hàng Thái Tú đều sanh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm. Em thì cũng sanh cùng tháng, nhưng mà ngày thì sẽ khác nhau chỉ có một ngày thôi, cũng khác năm luôn. Thì khi mà mình thấy hoạn nạn đó thì mình mới thấy được cái chân tình, mình thấy được những người mà yêu thương chúng ta thật sự. Cái đó mới là cái hạnh phúc nhất, và cái đó cái niềm mà chân tình nhất mà mình chúng ta có thể nhìn ra thấy được. Các bạn cũng đã theo dõi từ lúc mà anh Vân Quang Long được tin mất thì anh Tú lập tức đầu tiên bay tới ngay lập tức. Và sau đó hình như là mấy anh ở bên New York tới. Và sau đó là anh Nhật Cường, anh Mai Quốc Huy cũng như anh Randy là lái xe từ bên Texas chạy qua bên Missouri, cũng trên 10 tiếng đồng hồ lái xe. Thì những cái tình nghĩa mà anh em đó đã trao tặng cho anh Long, vừa nói mà em cũng muốn rơi nước mắt luôn. Thì cái đó là một cái sự cảm kích đó, cái sự chân tình đó không phải ai cũng có được. Thì trong cái đám ma này, anh Tú anh cực nhọc rất là nhiều. Anh Tú, anh Ba Hoàng, anh Kỳ là những người đã bỏ tiền ra lo cho cái đám ma này thật chu đáo. Và cuối cùng anh Vân Quang Long, cho cốt của anh cũng đã về tới quê hương, quê nhà. Thật sự ra đó, cái tình nghĩa mà con người mà chúng ta muốn đó chưa chắc gì là tiền bạc, mà cái chân tình là một cái thứ vô giá, không ai có thể có nó được. Như chẳng hạn như em thì cũng chưa thấy những người mà thân thiết như vậy. Cho nên em rất là cảm kích cái tình nghĩa mà của anh Tú dành cho anh Vân Quang Long. Bản thân em lúc trước em cũng có một người sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thì lúc đó là hai người chơi chung với nhau năm đó, hình như là năm lớp 6, lớp 7 gì đó. Thì lớn lên thì càng ngày nó càng nhạt phai đi. Bây giờ anh ta đó đã cũng có mấy căn nhà. Em thì nghèo sơ nghèo xác. Anh ta đó thì có một cái căn nhà trên Big Bear chuyên môn cho những người du lịch mướn đó các bạn. Thì cũng sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với em. Nhưng mà cái số mạng thì một chờ một giật. Cho nên không phải là mình muốn kiếm được cái tình bạn, không phải là mình muốn kiếm được cái tình người mà dễ đâu. Thì nhiều khi sống trên đời này đó, cũng có kẻ
ghen ăn tức ở, cũng có kẻ ganh ghét. Nhưng thực sự cái người mà thương chúng ta, khuyên chúng ta phải nên làm gì đó, và ở bên cạnh chúng ta lúc mà mình hoạn nạn, thì đó mới gọi là chân tình. Còn khi mà mình đang có tiền thì người này nói: ôi trời ơi, có cần gì thì giúp, có cần gì thì cứ gọi, có cần gì thì cứ hú. Nhưng rốt cuộc mình gặp nạn, mình gặp trong cái cơn những ngày cuối đời, có bên cạnh mình không? Không có. Thì anh Tú đã làm được, chọn được cái trách nhiệm của một người bạn, một bạn thân, cũng như một người anh, một người em. Tại hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Thôi cho anh Tú là làm vai anh đi. Thì rất là quý, rất là thương. Anh Tú anh cũng dễ thương lắm các bạn. Mỗi khi mà anh qua Cali đó, giống như cái đợt kỳ rồi anh qua đây là lúc tháng 9, cái sinh nhật của anh đó, thì anh cũng có gọi em tới dự sinh nhật của anh, cũng vui lắm, cũng vui. Anh chơi cái lối chơi thì rất là, cái cách chơi đó các bạn, cái cách chơi với tiếp với bạn bè đó rất là có tình, rất là có nghĩa. Nếu như các bạn mà chưa nghe qua cái bài nổi tiếng của anh đó, là cái bài em thích nhất đó, đó là Nghèo Mà Có Tình. Thì cuộc sống của chúng ta đó, ai mà kiếm được một người tri kỷ, một người bạn thân, một người anh thân y hệt như anh Tú như vậy đó, là người đó rất là có phước. Anh Tú thật sự anh rất là tốt. Em cũng rất hãnh diện được quen biết anh Tú. Cuộc đời mà các bạn. Thì cho cốt đã về tới rồi. Thì vài bữa nữa, không biết gia đình, bên gia đình có thông báo hay không, hay là bên YouTube có phát hiện để quay cái chỗ cái mộ hay không, thì các bạn sẽ biết thôi. Chắc chắn thì những người mà YouTuber sẽ tới đó để quay cái cho của anh, lúc mà chắc mà mình an vị cái cho vô trong cái mộ đó đó, phần mộ đó, chắc có lẽ là có rất là nhiều YouTuber sẽ tới quay cái việc đó. Cho nên các bạn cứ chờ xem những cái video clip đó nha. Thì ai cũng vậy, cũng có một kỷ niệm đẹp. Cho nên lúc mà mình sống mà mình đối xử tốt với mọi người, thì chúng ta sẽ lãnh lại được cái quả tốt thôi. Đó gọi là cái nhân, cái quả. Còn mà lỡ như mình đối xử tốt với người này mà người ta không đối xử tốt với mình, thì mình cũng không cần thiết. Tại vì nhà Phật có nói mà, mình làm phước cho người đó, mình cũng đừng có mong người đó trả ơn lại cho mình. Nhưng mà người khác sẽ đền đáp lại cho mình thỏa mãn hơn, thỏa đáng hơn. Thì nếu như mà ai đang có được những người tri kỷ đó, thì hãy nhớ quý nha. Khi mà mình để ý như thế này, người nào mà tốt với mình cũng dễ biết lắm. Họ khuyên mình, họ hay khuyên mình để làm cái gì? Phải khuyên mình sửa đổi, khuyên mình cái tốt, khuyên mình cái này không nên làm, cái kia không nên làm. Thì những người đó mới là những người có cái tâm lương thiện, có cái tâm từ bi, có cái tâm thương chúng ta, để ý tới, quan tâm tới chúng ta, quan tâm tới mình. Còn những người mà nói: ôi trời ơi, tới gặp mặt: ôi trời ơi, tao nhớ mày quá, tao ôm mày một cái cơ hay này nọ vậy đó, coi chừng đó nha. Là những đó có thể là những con rắn độc. Mà những con rắn độc đó cắn lại mình một cái là mình chết ngay lập tức, chứ không đơn giản đâu. Thì một lần nữa, hôm nay là ngày thứ năm rồi. Không phải, ngày thứ năm sau khi em chích ngừa COVID. Thì các bạn mà chưa có ai biết đó, em đã chích được cái mũi đầu tiên là mũi Moderna của COVID, ngừa phòng bệnh COVID đó các bạn. Thì hôm nay thì hoàn toàn khỏe hết rồi, nhưng mà em không biết sao dạo này đó cái ốc của em á, nó có cái gì giống như là nó đè lên, nó nặng lắm. Cho nên hy vọng sẽ có cái giấy mà đi khám, đi chụp hình não á,
càng sớm càng tốt. Thì để coi nó như thế nào. Em cũng nói tới đó thì hôm qua có một anh bình luận vô, thì nói anh cũng theo dõi em là cả năm rồi, thì anh cũng để ý rằng em có hôm nay mấy ngày nay là em có những cái gì đó khác khác thường. Em cũng cảm nhận là em thấy khác thường như vậy thiệt. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn anh đã theo dõi em một năm qua, và cảm ơn những vị khán giả và các cô chú bác thân của em đã coi em suốt một năm qua. Thì em cũng cảm kích, rất là cảm kích, và em rất là quý những cái chân tình và những cái câu mà những cái lời nói mà quý vị khán giả cũng như các cô chú bác anh chị gì đó đã bình luận vào chia sẻ với em, thì em rất là cảm ơn rất là nhiều. Thì thực tế ra bên Mỹ này đó thì ai chưa biết em á, thì em mồ côi, cha mẹ em mất hết rồi, và ở đây thì em chỉ có một mình. Thì nói tóm lại thì ở đây là không có bà con, không có gì hết, cho nên đó là cái hoàn cảnh của em là như vậy đó. Thì một lần nữa em xin cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi em trong suốt thời gian qua. Bây giờ em phải đi rồi, em xin chấm dứt cái video tại đây nhé. Và một lần nữa là anh Vân Quang Long, cho cốt của anh đã về tới Việt Nam rồi. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm nha, đã theo dõi em trong suốt thời gian qua, và hãy đăng ký để theo dõi những cái tin tức kế tiếp. Em sẽ phân tích cho các bạn hiểu thêm những cái video kế tiếp. Thì nhớ đăng ký để theo dõi, và nhớ bấm like, bấm share, và nhớ bình luận luôn nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm, và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.